Welcome back to my channel, Lubu Live Vlog. À bây giờ là Lubu đang ở cái trong công ty chỗ đi làm ha. Thì đây là những cái người ở công trình, người ta đi ra trưa rồi, tới giờ ăn trưa rồi người ta đi ra. Taxi đây, người ta vẫn còn đang xây đây các bạn, rất là nắng, rất là chói chang. Và ở đây thì người ta trồng cỏ. Trái cái đó nữa là xong rồi, ha. Cái sơn màu lên nữa hả? Có sơn màu không? Có chứ. Có nữa mà quệt cái này luôn nha. Sơn cũng đẹp nè. Cái này chắc dôi hả? Để đi bê. Đi bê. Không quy si. Sửa đường. Welcome. Phía xa xa kia nó có người ta đang xây rồi. Wow. Rồi ở đây người ta cũng đang xây đường. Ủa vậy là giống cái xe của mấy người kia hết sao? Giống của vậy là của. Ông này màu đen, ông này màu đỏ, còn ông kia màu trắng, giống kiểu nhau hết luôn. Chắc thấy chạy được xong rồi chắc mua giống nhau. Rồi xong rồi hả ta? Ủa cái anh nãy đâu chứ? Coi không có gì hết. Coi không à? Không có ai mới coi anh làm không? Này là kêu bằng gì anh? Trét gì? Dạ. Hả? Chết à. Mấy này là vôi hả hay là gì? Bột. Thì đang quay YouTube với mày. Sao biết hay ta? YouTube chị tên gì hả chị? À, tên hả? Lubu. Hả? Lubu. Lubu à? Ừ. Lubu đi quay này hả? À. Quay lên YouTube kìa. Có không? Có lên. À. Đã quay YouTube đấy. Sao biết quay YouTube hay à? Thì giờ YouTube kiếm tiền đây. Ờ. À. Quay chơi thôi chứ tính tiền gì đâu. Nếu mấy anh gì nè, làm gì nè, anh đâu quay cũng được hả? Hả? Mấy anh đi làm gì nè, quay cũng được hả? Ui, ai xem? Sao ở xem, không có người này người kia xem. Thiếu gì người xem. Thì quay nếu mà được nhiều lượt xem thì sao quay lại, quay tiếp. Ủa này là chừng nào mình mới làm xong cái này ta? Công trình nè. Tết rồi. Tới Tết luôn rồi. Phỏng vấn thằng này là thằng siêng nhất này. Nó làm không biết chưa nghỉ không? Đúng rồi. Nó làm đến trưa. Không được nghỉ rồi chưa? Không được nghỉ luôn hả? Giờ nghỉ cơm trưa mà phải không? Có giờ rửa đã.
Khỏe xong ủa này cái cống hay cái gì nghe nó hôi hôi chỗ này ta cống hả have plenty time okay see you later bye bye